Chào mọi người ha. Thì ở đây bây giờ cũng 11, 12, ý 12 giờ, 1 giờ đêm rồi. Thì cái ngành bảo trì thì nó phải như vậy rồi. Đấy, bây giờ có một cái thiết bị ha. Thiết bị nó bị nhảy đuôi như thế này, nó bị quá dòng đó mọi người. Thì bây giờ nhân viên vận hành người ta báo mình thì mình phải xuống sửa thôi. Đấy. Thì chỉ có do là sự cố cái vấn đề này là một cái băng tạ, băng chuyền ha, một cái băng chuyền lúa nè. Đấy mọi người thấy. Một cái băng chuyền lúa mà nó đổ ra chia ra hai cái bù đài ha. Chia ra hai cái gào tải múc múc lúa lên á, múc lúa vô bồn á. Nhưng mà chia không đều. Chia nè, đây là cái phễu này chia ra hai cái nhánh bù đài nè mọi người thấy không? Đấy nó đi một cái băng tải mà nó đổ qua hai cái bồ đài như thế này. Ha? Đấy. Đừng nạp vào bồn á. Nhưng mà do cái người mà thiết kế chia không có đều nè, có le nè. Đó, mọi người thấy cái yếm không? Chỉnh không có đều, một cây nhiều cây ít. Thật ra thì một cái băng tải này nó đổ vô hai cái bồ đài đều nhau múc mới nổi. Nhưng mà một cái nhiều cái ít thì một cây bên đây nó múc không nổi, nó bị quá dòng. Quá dòng thì có cái gờ la nhiệt á bảo vệ cho nó nhảy đuôi ha, nghĩa là nó báo chip đó. Đấy, mọi người thấy lúa đổ như thế này ha. Thì nó múc không nổi thì nó ngừng cái bồ đài thì nó sẽ dội lúa thành một đống như thế ha. Đó, thì người ta 1 giờ đêm nhân viên vận hành báo cái người bảo trì như mình đó, thì xuống đây thì cũng bó tay thôi. Đấy, tại vì cái dòng định mức mình đã chỉnh rồi nè ha. Cái động cơ này 10 ngựa thì mình chỉ chỉnh 15 ampe thôi thì đã chỉnh ok hết rồi, không có chỉnh lên được nữa. Đấy. Giờ nó bị quá dòng thì bây giờ mình sẽ reset lại ha. Đây, đó. Mình sẽ nhấn reset. Đấy nó định báo rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ cho mấy mọi người nhân viên vận hành á muốn chạy lại thì phải cào lúa ra. Cho cái bồ đài nó dạng như là không còn lúa nữa, chứ nó ngạt ứ lúa vậy là nó chạy không được hả mọi người. Rồi thì bây giờ mình khắc phục như thế thôi. Cái cách khắc phục là như thế. Cái lại trước khi mà mình reset lại thì nhớ đo động cơ coi nó có bị cháy luôn không ha. Rồi tôi sẽ lấy cái đồng hồ đo vòng. Rồi, tôi tiến hành tôi chỉnh thang đo điện trở nha. Đây, chỉnh thang đo điện trở và tôi kiểm tra cái con motor. Tôi đo 1 với 3 ha, 1 với 3 thì là 2.4 ohm. 2 với 3 2.3 2.5 ohm. Và 1 với 2 2.4 ohm thì nó cũng ok rồi, động cơ nó vẫn còn bình thường. Bây giờ mình sẽ đo nó với nguội ha, mình sẽ đo nó với chân nguội thử coi như thế nào. Thì đây bây giờ mình một tay đo với chân nguội, thì mọi người đo 3 pha với nhau rồi, mọi người sẽ đo từng pha với chân nguội nữa ha, coi nó có chạm không. Rồi tôi sẽ không quay được tại vì một cái tôi đi có mình nè, thì bảo trì có mình nè, nên tôi không có đo được cho mọi người xem. Mọi người đo nè, chỉnh nó điện trở đo 1, 3, 1, 2 và 2, 3 coi điện trở nó đều nhau không á, đều nhau là động cơ. Và đo từng pha với nguội, nếu mà từng pha với nguội không có chạm nữa thì ok, động cơ vẫn còn xài được. Thì mọi người cứ reset lại cho người ta ha. Đấy rồi bây giờ về thì chắc cũng phải nằm cỡ tầm là nửa tiếng, 1 tiếng nữa có khi không ngủ được luôn ha. Ngày bảo trì là như thế nha mọi người. Anh em thì làm cái nghề này chắc cũng am hiểu rồi. Phải trực đêm nha mọi người, phải trực đêm để khắc phục sự cố cho người ta vận hành mới suôn sẻ được, mà nhà máy nó mới vận hành suôn sẻ ha. Rồi video mình chia sẻ với mọi người đến đây là kết thúc nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video clip tiếp theo. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ ủng hộ kênh của mình giúp ha. Xin ân ái chào tạm biệt. Tôi bây giờ tôi sẽ đi về phòng nha. Đây thì cái kho này nó rất là rộng ha. Cái nhà máy mình đang bảo trì nè, nó rất là rộng cho nên thì phải có một chiếc xe ha.
Honda như thế này để chạy đi và khắc phục sự cố cho nó nhanh nha mọi người. Rồi bây giờ tôi sẽ nổ máy lên và đi về phòng nữa. Nè mọi người thấy nè, đấy kho sản xuất lúa gạo ha. Rất là rộng, cái đường cái tiếng này là nó từ đây lên trển là nó 100m, 150m. Cho nên là khi mà mình vận hành bảo trì thì mình phải cần phải khi mà sự cố cái gì mình phải chạy lẹ xuống ha. Cho nên phải cần chiếc xe Honda. À, giờ giá xăng thì nó rất là lên. Mà đi xe Honda thì nói chung là rất là tốn xăng đó mọi người. Tốn xăng. Đó là cũng là cái nỗi khổ của nhân viên. Bây giờ tôi sẽ chạy về phòng tôi ngủ thôi, để ngày mai còn làm việc tiếp nữa. Đây là nhà xe của công ty mình, nhà xe nhân viên. Đây là đèn chiếu sáng, đây này đèn chiếu sáng này mình lắp đèn đường này là năng lượng mặt trời. Tới giờ này nó cũng vẫn còn sáng, tới 5 giờ sáng, 6 giờ sáng nó mới tắt, lưu lại. Đấy, tới đây là cái dãy tập thể của nhân viên rồi nè. Kho lúa gạo miền Tây rất là lớn mọi người. Rồi mình tới phòng. Đây là cái phòng của mình. Đấy. Giờ chạy xe lên thềm luôn, để xe bên dưới thì nó sẽ hư xe. Đây. Rồi. Mở cửa vô phòng. Đây, cái phòng của mình đây. Đây là phòng trực của mình. Rồi thì bây giờ là tạm biệt anh em ha, tạm biệt mọi người. Tôi tắt đèn và đi, và tôi sẽ đi rửa tay, rửa chân, rửa mặt và ngủ một giấc. Rồi chúc anh em một buổi tối ngủ vui vẻ. Thì cái video này sáng mình mới đăng, sáng mình mới đăng lên. Giờ để bật đèn lên. Video này sáng mình mới đăng lên cho anh em. Đây là cái chỗ mà mình thường hay quay clip mọi người xem. Đấy. Còn cái này là cái bảng mà mình hay vẽ sơ đồ á, sơ đồ lên giới thiệu á. Ngủ đây bật gió nha. Rồi video mình chia sẻ với anh em đến đây là kết thúc rồi. Chúc anh em một buổi tối thật là ngon giấc. Xin ân ái, chào tạm biệt.